Tại Tuyên Quang, vào khoảng hơn 13 giờ ngày hôm nay, tại km số 46 500 quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29C90795 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 29R07681 lưu thông theo hướng Hà Giang, Tuyên Quang và xe ô tô chở khách biển kiểm soát 15B02792 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô đầu kéo đã đi lấn phần đường khiến xe ô tô chở khách phải tránh và đâm vào ta luy dương làm cho phần đầu của xe biến dạng hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, hậu quả vụ tai nạn đã khiến 8 người thương vong, trong đó một người tử vong và 4 người khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 3 người còn lại được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô khách đang chở 21 người là cán bộ, giáo viên ở thành phố Hải Phòng đi thiện nguyện tại các huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang ngay sau khi vụ việc xảy ra các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên quang đã có mặt tại hiện trường điều tiết phân luồng các phương tiện giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn